Xin chào các em. Video trước thì chị đã hướng dẫn cho các em cách cân bằng hóa học, cân bằng phương trình hóa học bằng máy tính Casio. Thì lúc trước thì có ví dụ như là một nguyên tố, ví dụ Al sẽ cộng cho một axit nào đó. Thì bây giờ thì mình sẽ vừa làm dạng này và vừa làm dạng khác, đó là một oxit cộng cho một axit nào đó, đúng không? Tại vì lúc trước là các em quen làm cái này là một nguyên tố cộng cho axit, thì hôm nay chị sẽ làm cho các em dạng mới nè, đó là oxit cộng cho một cái HNO3, HSO4 hay là một cái H cộng nào đó. Hoặc là chúng ta có thể áp dụng nhiều phương trình trong hóa học, đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ làm dạng khác nha. Nhưng trước tiên thì để các em không quên dạng trước thì chúng ta sẽ làm thử một cái phương trình này. Thì tại vì phương trình sau thì nó cũng gần tương tự thôi, nhưng là nó sẽ có và cái khác, rồi chúng ta sẽ áp dụng cái đầu tiên. Nếu mà chị nói nhiều thì các em sẽ không hiểu. Bây giờ chúng ta áp dụng ngay thì các em chắc cũng có thể hiểu được một phần nào đó. Rồi, bây giờ cái Al là đứng một mình này nè, nên chúng ta bỏ, chúng ta không tính Al. H N thì mình ghi N. Ở đây có O thì mình ghi O. Đó. Tiếp theo, ở đây có 1H thì mình ghi số 1. Ở đây có 0H, không có H nào hết. Ở đây cũng không có H nào hết. Ở đây có 2H thì mình ghi số 2. Tiếp tục N, ở đây có 1N. Ở đây có 3N. Ở đây có 2N. Ở đây có 0N. Tiếp theo O, oxy. Ở đây có 3 oxy, ghi số 3. Ở đây có 3 nhân 3 là 9. Ở đây là 1, ở đây là 1. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ bấm mod 52. Đó, bấm mod 52 và nhập các số này vào. Mod 52. Rồi, vậy chúng ta bắt đầu nhập nha. 1002 1002 1320 1320. Theo 3911 3911 bằng x bằng 2, y bằng 8/15, y bằng này có dấu âm đúng không? Chúng ta có dấu âm, bỏ dấu âm đi, chúng ta chỉ lấy số lần sau thôi, không lấy dấu âm nha, đặc biệt không lấy dấu âm nè, là chúng ta sẽ lấy 8/15 thôi. Tiếp theo 1/5, z bằng 1/5 và y, và cái cuối cùng này chúng ta sẽ quy định là 1 nha, quy định là 1. Rồi, chúng ta sẽ đã có x, y, z thì chúng ta quy đồng lên. Quy đồng lên, chúng ta sẽ lấy mẫu số là 15 nha, 15 lấy mẫu là 15. Cái này là 15 thì ở trên đây cũng nhân cho 15. Tiếp theo ở đây sẽ nhân cho 3. Cái này sẽ nhân cho 15. Rồi. Đúng không? Giờ chúng ta có đây là 30 nè, 2. Bỏ cái mẫu đi. 2 nhân 15 là 30. 8 3 15. Rồi. Đó. Vậy là chúng ta ra số đó, chúng ta sẽ đặt lên đây thôi. Ở đây là 30 nè. Vậy là Al cộng cho 30 HNO3 8Al NO3 tất cả 3 lần cộng cho 3NO N2O cộng cho 15 H2O. Đó, thì chúng ta ở đây có 8Al thì ở đây sẽ là số 8 nè. 8Al thì ở đây sẽ là số 8. Đó, đơn giản vậy thôi nè. Rồi, giờ chị sẽ giúp các em làm dạng mới. Làm dạng mới đó là một oxit nha, một oxit đầu tiên nè. Giờ cái này nó không cô đơn nữa rồi, giờ chúng nó có cặp rồi. Thì giờ mình cũng bấm máy tính thôi. Đó, giờ mình sẽ ghi là H. Ở đây có H, N và O. Đó là cái Fe thì mình ghi Fe dưới đây. Rồi. H. Ở đây có 1H, 0H, 0H và 2H. Tiếp theo N. Ở đây có 1N, 3N, 1N, 0N. Oxy, ở đây có 3 oxy, ở đây có 4 oxy nè. Ở đây có 9 oxy, 1 và 1. Tiếp theo Fe, ở đây có 3 Fe, 3 0 1 0 0. Rồi. Giờ chúng ta nhân chéo cho nhau nè, cái này sẽ nhân cho 3 và cái này sẽ nhân cho 4. Đó. Nhân chéo thôi. Giờ cái này nhân 3 thì tất cả cái hàng trên này cũng nhân 3 luôn. Nhân 3, nhân 3. Cái này cũng là nhân 4, nhân 4, nhân 4. Đó. Chắc mấy bước này các em cũng biết làm đúng không? Nó cũng chưa tính toán gì lắm. Đó. Giờ cái này bỏ này đi nè. Đó, xong rồi. 3 nhân 3 là 9. Các em lấy 3 nhân 3 nè. Trừ cái đằng sau trừ cho 0 nhân 4 là đó, là 9, 9 trừ cho 0. Đúng không? 0 nhân 4 là 0 nè, 9 trừ cho 0 là 9. Ở đây 9 nhân 3 27, 27 trừ 4 là còn 23. 1 nhân 3 là 3, 3 trừ 0 là còn 3. Ở đây là 3 trừ cho 0 cũng là 3. Đó. Rồi, giờ chúng ta sẽ bấm mod 2. Mod 52 chứ, mod 52. Mod 52 nha. Đó. Giờ chúng ta nhập hàng đầu tiên 1002. 1002. Hàng thứ hai 1310. 1310. Hàng cuối cùng sẽ là 92333. 92333 bằng x bằng 2. Y bằng 9/14. Tiếp theo cái này Z sẽ bằng 1/14. Còn cái này sẽ là số 1. Rồi, giờ chúng ta quy đồng cho mẫu số là 14 hết nha. Này sẽ nhân cho 14, nhân cho 14. Rồi gạch cái mẫu đi. Là sẽ được 28 9 1 14. Rồi mình sẽ điền vào đây thôi. 28 9 1 và 14. Ở đây có 9 Fe thì mình đúng không ta? 28 9 1 14 đúng rồi. Ở đây có 9 Fe mà mình ở đây có 3 Fe rồi thì mình sẽ điền thêm số 3 nữa thôi. Đó là 3 x 3 là 9 đó. Cũng đơn giản đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ làm thêm một phương trình thứ hai thôi, là chúng ta sẽ rành về cái việc này luôn. Rồi. Giờ chúng ta sẽ có H, NO và HNO và Fe. H, ở đây có 1H, 0, 0, 2. N, đây chúng 1N, 3N, 1N, 0. Oxy, ở đây có 3 oxy, ở đây có 9 oxy, 3 x 3 là 9 nè. Ở đây có 1 oxy và 1 oxy. Ở đây cũng có 1 oxy này nè. Tiếp theo Fe, 1 Fe. Fe ở đây 0, 1, 0. Không. Rồi. Giờ chúng ta nhân chéo lên. Nhân chéo lên là nhân cho 1, nhân cho 1 luôn. Là tất cả đều nhân cho 1, mà nhân cho 1 thì mình cũng không cần nhân á, tại vì nhân cho 1 cũng là chính nó mà. Rồi. Ở đây có 3 x 1 là 3 nè, 3 trừ cho 0 là 3. 9 trừ cho 1 là 8. 1 trừ cho 0 là 1, 1 trừ cho 0 là 1 đó. Bỏ hai bước này đi. Đó. Rồi chúng ta sẽ bấm mod 2 nha. Rồi có rồi nè, nhập cái hàng đầu tiên 1002, 1002, 1310, 1310, Tiếp theo 3811 3811 bằng x cũng bằng 2 luôn. X bằng 2, y bằng 3 phần 5, z bằng 1 phần 5. Cái này là 1 rồi nè, mình sẽ cho là 1 luôn. Tiếp theo quy đồng. Quy đồng cho tất cả đều bằng quy đồng cho tất cả đều bằng 5, vậy là cái này sẽ nhân cho 5. Nhân 5. Không cần. Nhân 5 rồi, gạch bỏ cái mẫu. Ở đây 2 nhân 5 là 10. 3 1 5. Rồi mình sẽ điền vào đây luôn. 10. Có 10 nè. 3 1 và 5. Đó. Ở đây có 3 Fe thì mình sẽ điền ở đây là số 3. Đó, vậy thôi. Cũng không khó đúng không nào? Tiếp theo nha. Rồi giờ tiếp theo mình sẽ làm phương trình. Tiếp theo đó là Zn cộng cho HNO3. Zn cô đơn rồi nè, nó một mình, gạch nó luôn. Tiếp theo giờ mình có H, N và O. 1H 0 0 2 N có 1N, ở đây có 2N, 2N và 0N. Oxy 3 3 x 2 là 6 6. 1 1. Rồi bấm máy tính nha. 1002 1002. Tiếp theo 1220. Tiếp theo 3611 3611 bằng x bằng 2, y bằng 4 phần 5, z bằng 1 phần 5. Cái này bằng 1. Rồi, quy đồng mẫu số cho 5 hết nha. Quy đồng mẫu số cho 5 hết. Nhân cho 5. Vậy là cái này sẽ là 10 4 1 5. Mình sẽ điền lên đây là 10 4 1 và 5. Ở đây có 4Z thì mình sẽ điền ở đây là số 4. Đó. Tiếp theo. Đây, mình sẽ còn một phương trình nữa. Đó là phosphor. Phosphor, đây nó cô đơn nên nó một mình thì mình gạch nó luôn. H S O. Ở đây có 2H, 3H, 0 và 2. S ở đây có 1S. 0 1 0. Oxy ở đây có 4 oxy, ở đây có 4 oxy luôn. 2 oxy, 1 oxy. Rồi. Giờ chúng ta sẽ bấm mod 52. Mod 52 là hồi nãy đây nè. 2302 2302 1010 1010 4421 4421 bằng x bằng 5 phần 2, y bằng 1. Cái này là z bằng 5 phần 2. Cái này mà là 1 luôn. Vậy là mình sẽ nhân cái này cho 2 hết. Ở đây là 5 2 5 1. Rồi, mình sẽ đi trên đây là 5 2 5 1. Đó, ở đây sẽ có 2 phosphor, 2 là 2 nhân B này. Thì mình sẽ điền ở đây là số 2. Đó. Các em nhớ like video này và đăng ký kênh giúp chị nha.